Hey man. Ha ha. Em bắt gặp Du rồi ha. And look Instagram hả? Look Instagram, look cái gì? Hả? Coi cái gì? Có Vy gái ơi. Mà phải không? Vy ơi. Sao? Bánh mì phải có pate, đàn ông phải có mao dê chong ơi. Wow ha, ai nhắn tin cho Tiên nè, Du hả? Tiên dạy Du đúng không? Du học tiếng Việt rồi bây giờ Du học mấy cái câu đó nữa đúng không? Đàn ông không có mao dê là em hiểu rồi hả? Du bữa nào ha, ai bẻ cái lỗ cho ai Du vậy nè. Nè. Cho Du hiểu nha. Tắt liền cho mi nha, đừng có trốn vô đây nhìn gái. Đi ra. Thứ quỷ tiêu. Hôm nay Vi thật sự muốn chia sẻ cái này cho các bạn nữ độc thân chưa từng kết hôn là các bạn ơi, đừng có vội kết hôn sớm quá, giống như Vi là ngựa bà ham có chồng sớm đó. Xong rồi hả, 5 giờ sáng là tôi phải thức dậy sớm, dọn dẹp nhà cửa này ha, chuẩn bị đồ ăn sáng trong Vũ này ha, chuẩn bị quần áo chồng đi làm này ha, nấu cơm làm tất tần tật từ sáng tới tối hả, làm không có thời gian cho cá nhân mình luôn á, đến cả việc mà muốn quay TikTok cũng có thời gian luôn, tại vì làm quá trời làm luôn mà hả, người Tây á cực kỳ hả khó khăn luôn á, ăn uống đâu có phải dễ đâu, ông Dũng ông khó lắm, ông kỳ lắm. Sao sao hả, anh làm tay cơ cho em mỗi ngày. Trời không, mi không có nói gì trơn á, mi say after marriage là hả quýt vui luôn. Du hả, Du hả, help me nấu ăn này, Du help me hả dọn dẹp này, Du help me do everything luôn. Trời biết Du nói tiếng Việt nha, không có nói sao nha. Ok vậy thôi, nó chơi thôi Vi, nó chơi nha mọi người, đừng nghe lời Vi nha, không có thiệt đâu nha. Trước giờ mọi người cứ nói là Vi hay ăn hiếp ông Dũng và đừng có ăn hiếp ông Dũng nữa. Thì mọi người hãy xem hết clip này và biết lý do tại sao mà đó giờ Vi không có nói chuyện ngọt với ổng nha. Follow me. Anh Dũng ơi. Cái gì? Anh đang làm gì vậy? Anh đang chơi game. Wow, dễ thương quá ta. Anh khát nước không? I go lấy the water for you nha. Trời, tay con quá. Em có bị bệnh không? Không, em đâu có bị bệnh đâu. Em ok mà. Nói chung bình thường đi, bà nội ơi. Mệt Du nha. Mày đói bụng. Du go cúp canh qua mày rồi. Muốn ăn hả? Đúng rồi. Thì lên vào bếp. Nhớ nha, nhớ nha. Mi là nấu ăn cho Du mỗi ngày. Chứ Du không có nói ăn, bữa nay Mi thử vô thôi á. Mày đặt xạo xạo muốn ăn lên vào bếp, nhớ nha mày. Mọi người ơi, hôm nay Vi muốn làm cái clip này nè, Vi muốn đính chính với các bạn rằng là Vi không có chửi ông Dũng giống như mọi người thường thấy trên video một phút nha. Cái đó chỉ là diễn thôi, cho nên mọi người đừng có inbox Vi nói là Vi bớt ăn hiếp ổng lại đi. Thật ra là ở nhà Vi cực kỳ dễ thương với ổng luôn, cho nên mọi người cứ an tâm nha. Mọi người đừng có bên ổng này kia nha, cho nên mọi người tâm đi nha. Trời má ơi, làm mẹo quá. Ủa làm màu gì, làm màu Du có hiểu không, mà làm màu mi nè, mi so nice so hèn with you luôn mà. Điều Du nói ăn hiếp vì anh rằng quá. Bây giờ Du đính chính lại đi, mi có ăn hiếp Du không, mi có chửi Du mỗi ngày không? Có đó, có không? Có không? Mi hiền lắm đó, mọi người cũng thấy mi hiền mà đúng không? Du nói mi dễ thương đây vì cho mọi người biết quá. Nó mọi người tin mi nha. Ai làm gì ao? Trời ơi, anh rửa chén, anh nấu ăn, anh làm việc, anh làm hết luôn. Vì ăn rồi ngủ làm phiền quá. Nói gì vậy Dũng hả? Anh không có nói. Anh em học anh hé Du nói nên Vi làm biến luôn á. Không không, anh quay video hả? Du quay video đâu mà Du nói Vi làm biến cho biết bộ đâu hả? Du không có làm Vi làm mà Du nói Vi làm biến. Không, em làm tất cả. Du đừng có lưu lẹo quá nha, anh bẻ răng Du nghe, anh nghĩ cho Du học tiếng Việt là nha. Mày đặt xạo xạo. Anh xin lỗi em. Lỡ hoài. Anh massage em. Thứ quỷ ma. Anh massage em. Thôi đi ba. Vy ơi, đi siêu thị vô đi anh không? Đi siêu thị thì Du đi rồi đâu, đi trời, đi hai ba mình gọi xong hả, xuống dưới đi kiếm cô Vy hay gì? Rồi, ok. Du đẳng quá hả? Ok, anh đi siêu thị. Wow, đi siêu thị mà Du hả, que cái một dài luôn hả Dũng hả? Mặc đồ vậy đi siêu thị hả? Ê Du, Du đi siêu thị mà Du smell good đó hả, rồi Du ngựa kiểu này mặc quần dài nữa hả, mày đi nữa. Không, anh đi một mình. Hả? Kêu em muốn đi một mình đúng không? Làm gì hả? Đi một mình nè, thì đi một mình. Nó, Du đi một mình đi. Làm sao em muốn rồi? Đi siêu thị Du không làm điện thoại tiền có rồi. Trời ơi, anh nắm chục ngàn, làm sao mà bao gái được ta? Ê, cái gì đó hả? Không, anh ơi, em đẹp gái. Du để bọn Du đó. Trời ơi, đi siêu thị vì chị gì cũng muốn mua. Mập quá hả? Hả? Anh mập quá. Cái này yến mạch mà không mập. Nhưng mà cái này giống em đúng không? Cái gì giống em? Hả? Trời ơi, nghĩ
giống cái này nè mọi người. Nè 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 nè, quá trời quá đắt ông nội Dũng rồi, trời ơi, nó mì là cái này nè. Vì mua nhiều lắm luôn. Đừng có ăn con cái này.